Kính thưa Thầy, cốt lõi của Ba Tạng Kinh nằm ở chỗ nào? Cái này mỗi lần như là nó có những câu hỏi rất là thú vị, cho nên là kéo dài cái này ra đó, là tôi mới nảy sinh ra cái ý kéo dài cái vấn đáp này ra mà. Rồi thâu băng xong rồi hết rồi, cái đó tôi cho đệ tử nào lãnh đó, nó ngồi bấm nút đúng nhất là hết cho tôi. Câu hỏi trả lời vậy nè, bấm cái nút cái băng thâu đó trả lời hết ra. Cái sau này nếu mà chưa chết đủ thời giờ là tôi soạn lại cái tôi chỉnh đốn câu cho gọn ghẽ, đâu đó đàng hoàng nghiêm túc, rồi cái này mình để cái đề là Phật học vấn đáp. Hay lắm, Phật học vấn đáp này hay lắm. Thì trong đó mình sắp ra những câu hỏi nào nó thuộc về cái phạm vi của nhân thừa, giải đáp về nhân thừa Phật giáo, cái câu nào cái để trả lời cái đoạn nào thuộc về cái tư tưởng giáo lý của thiên thừa, rồi câu nào giáo lý của thâm văn thừa, của câu nào của đại thừa. Thành ra cái bộ Phật học vấn đáp này thú vị lắm. Đây, những câu hỏi này, câu hỏi chết à, câu hỏi này là toát mồ hôi hột chứ không phải chuyện chơi, mà giải đáp rồi mà bỏ nó trôi qua là uổng lắm. Câu thứ nhất, cốt lõi Ba Tạng Kinh ở chỗ nào? Câu hỏi này không có trả lời trực tiếp được. Hỏi gì chứ? Cái phòng thuốc, cái pharmacy hoặc là đại dược phòng của y học dân tộc cả 3.000 vị, còn cái nhà thuốc, cái pharmacy của Tây Âu cũng có 5.000 vị. Vậy thì cốt lõi mà gọi là hay nhất của cái nhà thuốc này là thuốc nào? Rồi trong 3.000 vị thuốc đông y, cốt lõi của thuốc đông y là gì nào? Cho anh làm cái thuốc kiểu đó là anh giết người ta. Còn chị đi bán thuốc mà chị nói cái này là cốt lõi nhất, là hay nhất của nhà thuốc của chị, cũng cho về nấu cơm cho chồng ăn để chồng đi làm việc kiếm cơm, không trả lời như vậy được. Thế thì tu sĩ cũng vậy, hỏi cốt lõi của Ba Tạng Kinh ở chỗ nào cũng vậy, nếu mà trả lời cốt lõi là cái nào, đây là về nấu cơm cho vợ ăn, ủa không có vợ lấy gì nấu, chết. Thế thì là nghĩa là trả lời vậy là sai, là bởi vì Phật là vô thượng y vương, thế là ông Phật là ông thầy thuốc thôi. Mà chủ tiệm pharmacy không trả lời thuốc nào là hay nhất được, hay nhất của tiệm thuốc được. Anh đông y lưu ly cũng không hề trả lời gì thuốc nào là hay nhất của phòng thuốc anh được. Thì phải tu sĩ cũng là một đệ tử của đấng vô thượng y vương là Đức Phật. Đức Phật là vô thượng y vương, cho nên Ba Tạng Kinh điển tùy theo bệnh mà cho thuốc. Mà muốn cho thuốc là phải bắt mạch, phải vọng văn vấn thuyết, nhìn sắc mặt người ta, coi nhìn sắc mặt là đoán biết là bao nhiêu phần trăm của bệnh rồi. Nghe hơi thở, nghe tiếng nói người ta, phải nhận biết người ta bao nhiêu phần trăm bệnh nữa. Vấn là phải hỏi để cho người ta đáp, gom lại cuối cùng mới bắt mạch. Bắt mạch mới định mạch ra là phù trầm trì sát, hoặc sát hư thiệt trường bả hồng vinh cách lao hư thật. Anh phải đánh giá mạch cho đúng. Bây giờ anh mới định ra cái phương án là hạng hạ thổ bổ thanh ôn tu sát tấn. Anh trị cách nào trong chính cách trị bệnh. Lúc bắt đầu giờ là đánh giá đàng hoàng rồi, cái là định thần rồi, là định cách trị bệnh rồi, là bây giờ anh mới bốc thuốc mới được. Mà bốc thuốc thì không có cái gì nào anh có quyền nói là ưu việt nhất ở trong cái phòng thuốc của anh. Vấn đề là tùy cái chỗ bệnh. Do vậy cho nên Ba Tạng Kinh điển kinh nào cũng đều là diệu dược,
cũng đều là giải khổ và giải bệnh cho người bệnh khổ hết. Tùy theo bệnh, tùy theo cái khổ của mọi người mà cắt thuốc, tùy theo cái bệnh cái khổ của mọi người mà truyền đạt cho cái tâm pháp để tháo gỡ cái tâm bệnh của người ta, chứ không thể lấy một cái thứ bài kinh nào gọi đó là nhất hạn là cốt lõi được. Vấn đề nó là thế, cho nên câu đó thì đã để là như thế, không có cốt lõi. Thank you.